Chủ đề hôm nay sẽ là điều tốt lành nào đang tới với bạn. Điều tốt lành ở đây mình xem về tình yêu. Có thể là một người mới hoàn toàn đem đến tình yêu cho bạn. Họ có thể là một người cũ, họ biết ăn năn hối cải và trở lại. Vậy nhưng mà để tiến tới được biết điều tốt lành nào, thì chúng ta phải xem xét theo những lá bài về Oracle về tình yêu để biết là để được cái điều tốt lành này thì các bạn cần phải làm gì để có được họ, cũng như là biết nó xuất hiện khi nào. Sẽ có một số lời tán tỉnh chiêu chọc của người khác dành cho bạn trong thời gian sắp tới, và nó có thể đến từ một người khác phái. Lưu ý đừng để cho những lời tán tỉnh chiêu chọc này làm bạn rơi vào lưới tình, bởi vì nhiều khi mình nhầm lẫn sẽ gây ra dễ thất vọng lắm nha bạn ơi. Và tiếp theo, thông điệp mà vũ trụ muốn gửi ra bạn là gì? Đây là lá bài làm rõ lá bài đầu tiên, thì những lời chiêu chọc và tán tỉnh của họ chính là cái ngôn ngữ này có chất lượng qua thời gian. Thật ra họ muốn chia sẻ những cái trải nghiệm của họ đối với bạn rất là nhiều. Họ muốn chia sẻ nỗi khổ buồn vui, những khoảnh khắc trong cuộc sống của họ đối với bạn. Thật ra cái thời gian này nếu mà hai bạn nói chuyện với nhau, chắc chắn có nghĩa là họ muốn quan tâm đến bạn, không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt cảm xúc và tinh thần. Ở đây có nghĩa là họ sẽ lắng nghe bạn nè, họ sẽ giao tiếp cởi mở và họ thể hiện sự quan tâm đến những gì họ làm, suy nghĩ và cảm nhận về bạn. Một thời gian chất lượng dành cho nhau chính là cách thể hiện tình yêu. Và các bạn có biết rằng cái việc bạn có mặt bên cạnh với người mình thương, đó chính là một cách mình thể hiện tình yêu thương chân thành nhất mà các bạn có thể dành cho nhau. Trời ơi đẹp quá vậy ta, năng lượng tình yêu rất đẹp và vũ trụ muốn gửi các bạn sắp tới. Và kế tiếp thì một thông điệp để xem điều tốt lành nào đang tới nữa ha. Và chắc chắn cái người này sẽ tiếp cận với bạn theo một bối cảnh để giúp cho mối quan hệ giữa hai người được trở nên tốt đẹp hơn. Nói chung ở đây hình như họ đang nỗ lực giao tiếp với bạn bằng cách có thể đưa ra sự giúp đỡ, hỗ trợ hoặc là cảm thông, yêu cầu điều gì đó từ bạn. Chẳng hạn như họ sẽ đưa ra bạn một lời khuyên, một sự phản hồi hoặc sự giúp đỡ. Và cái việc quan tâm đến bạn họ thực hiện bằng cách là họ sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại. Và chắc chắn là cái người này sẽ là một người bạn đã từng để ý và cũng như yêu thích, giống như là cái kiểu người mình yêu thích từ hồi xưa giờ rồi. Thì lúc này họ sẽ tìm đến bạn và muốn kết nối với bạn qua những câu trêu đùa. Tuy nhiên lúc này mình cũng đừng để cho mọi việc là đi quá đà các bạn. Đừng đặt kỳ vọng và mong muốn, hãy để cho mọi việc trôi tự nhiên. Vấn đề ở đây chúng ta phải tôn trọng và giữ giá của mình trước khi tiếp cận cái người bạn thực sự là thích. Tuy nhiên ở đây các bạn muốn có một sợi dây liên kết với người này thì các bạn cần phải một cái quá trình. Quá trình chúng ta xây dựng mối liên kết dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Chúng ta chỉ có giao tiếp để chúng ta chia sẻ và cảm xúc, suy nghĩ cá nhân dựa trên những điểm tương đồng và khác biệt. Từ đó chúng ta mới gắn kết được. Các bạn đừng đến với nhau vì cái đam mê, vì cái hóc môn, bởi vì cái đó nó sẽ làm cho tình yêu mau chóng lụi tàn lắm. Nhất là người đàn ông, muốn họ yêu bạn là bạn cần phải để cho họ có thời gian tìm hiểu bạn. Tìm hiểu càng lâu mà càng khó khăn vì cái chuyện ấy bao lâu, thì cái việc đó càng cho thấy sự gắn kết, giúp họ muốn gần gũi bạn nhiều hơn. Qua cái việc này họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ và cũng như thoải mái ở bên cạnh bạn. Sự gắn kết có thể xảy ra rất nhiều bối cảnh, chẳng hạn từ gia đình, từ bạn bè và sự lãng mạn và công việc. Hy vọng là các bạn lấy cái nguồn năng lượng này để chúng ta nuôi dưỡng cái mối liên kết tốt đẹp này. Và việc tốt lành qua cái việc bạn có được cái người này, họ thực sự biết cách giao tiếp rất trung thực, rõ ràng và hoàn toàn tôn trọng bạn, không có che giấu cũng thao túng sự thật. Họ cởi mở và chân thành về suy nghĩ và cảm xúc, về ý định của họ là như thế nào. Đồng thời họ cũng sẽ biết lắng nghe bạn, có sự đồng cảm. Và bạn cũng sẽ như vậy luôn. Ở hai bạn có một cái gì đó chân tình, giống như là chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc cá nhân mà chúng ta không sợ cái gì hết. Chúng ta thẳng thắn, không sợ người khác đánh giá hay phán xét. Đây thực sự là một tình cảm. Ngoài đam mê về thể xác, các bạn vừa có tinh thần trách nhiệm, cộng thêm các bạn có thể giao tiếp và đàm phán. Đây chính là mối quan hệ chân ái cuộc đời
mà các bạn cần phải nắm lấy. Tuy nhiên, cái người này xuất hiện trong đời các bạn thì chúng ta cần phải làm một số việc sau đây, và mình sẽ lấy thêm thông điệp của Oracle khác để chúng ta biết rằng chúng ta cần làm gì để có tình yêu đẹp như vậy. Và thời gian này là cái thời gian các bạn phải kiên nhẫn, bởi vì cái điều tốt đẹp nhất sẽ rất đáng giá nếu như các bạn đều chờ đợi. Và thời điểm khi nào thích hợp thì vũ trụ sẽ đưa từ này đến các bạn là điều đương nhiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ biết là chúng ta cần phải làm gì tiếp theo nha. Nhưng mà bây giờ các bạn có để cho mình thật sự là thoải mái chưa? Bởi vì các bạn không cần phải điều khiển mọi thứ để cho các bạn được có tình yêu thật sự là đẹp, hoặc là có một cái gì đó người yêu lý tưởng, khi bản thân bạn sống đúng với bản thân mình là ai, không trong một cái khuôn mẫu nào hết. Bạn chính là bạn và họ sẽ yêu ngay chính con người bạn, thì đó mới thật sự là chân ái cuộc đời, mới là người tình lý tưởng. Khi mà chúng ta giả dối, chúng ta sẽ không đúng là chính mình, tức là bạn đã sống không thành thật, thì đương nhiên cái người này họ sẽ không tiến vào cuộc đời bạn đâu. Tuy nhiên, vũ trụ cũng nói là các bạn cần phải cẩn thận, vì sẽ có một số người họ giả danh, họ đeo mặt nạ để bước vào mối quan hệ với bạn, muốn kết nối tình yêu với bạn, thì chúng ta phải mở mắt mình ra rõ để chúng ta nhận biết được người nào là người tốt, người nào là người không tốt. Và nếu như các bạn chịu mở tình yêu bản thân của mình ra thì tất nhiên bạn sẽ nhận lấy được tình yêu của người khác, một nguồn năng lượng rất là đẹp. Nhưng trước hết các bạn phải buông bỏ ra cái nỗi sợ hãi, lo lắng của chính mình. Bởi vì nếu như các bạn sợ như vậy là các bạn không có mở rộng trái tim. Ai đến các bạn cũng sợ người ta lừa, người ta làm tổn thương mình, thì làm sao có tình yêu được. Tình yêu cần phải xây dựng trên niềm tin. Nếu như các bạn không có niềm tin với cái người họ đang theo đuổi bạn, là chắc chắn cái mối tình đó cũng sẽ không hạnh phúc. Do đó niềm tin là cái điều quyết định 100% kết quả của mối quan hệ bạn ra sao. Và bây giờ các bạn nhớ là mở cửa trái tim mình ra ha. Đừng tập trung đóng cửa trái tim mình lại. Hãy hát bài gõ cửa trái tim để anh bước vào hoặc em bước vào nha bạn ơi. Để mình xem thêm thực sự bạn sẽ gặp người này ở đâu, trong tình huống nào. Và chúng ta sẽ thấy đầu tiên lá bài Tarot là các bạn sẽ có lá bài ba kiếm. Khi lá bài ba kiếm thì chứng tỏ cái người này cũng vượt qua nỗi đau buồn tổn thương giống y bạn. Và họ sẽ tìm đến bạn giống như là hai chúng ta đến để chữa lành cho nhau, hiểu được nỗi đau của người khác, một năng lượng rất là đẹp. Và lá bài thứ hai là lá bài sáu kiếm, chính là cái năng lượng cho thấy là bạn cần phải di chuyển nơi khác, bạn cần phải dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ đau buồn sang một bên để tiến với người này. Và họ cũng vậy, cả hai bạn đều là hai tâm hồn đang bị đau khổ tổn thương, chúng ta được chữa lành vẫn còn đó cái sự tổn thương, nhưng mà hai bạn biết chọn là chọn ra đi, tìm bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Từ đó chúng ta phát triển và chúng ta yêu thương nhau hơn. Và tất nhiên khi đến lá bài thứ ba đã cho thấy rằng vấn đề công lý sẽ được tái thiết lập tại trong mối quan hệ của hai bạn. Tức là gieo nhân nào gặt quả đó, bạn sống tốt, bạn sống lương thiện, bạn sống yêu thương, thì nhất định cái người này cũng sẽ mang yêu thương và sống lương thiện cho bạn. Họ biết lắng nghe, mọi thứ trên đời này sẽ có phán xét của vũ trụ. Đừng sợ là mình không được hạnh phúc nếu như bạn sống lương thiện và biết cho đi. Và tất nhiên nếu như bạn không tốt thì vũ trụ cũng sẽ lấy đi các bạn rất là nhiều. Thật ra khi lá bài chết mình này xuất hiện cũng cho thấy dấu hiệu của sự quay trở lại của những mối quan hệ cũ đã qua trong tình cảm của bạn. Người yêu cũ đột nhiên xuất hiện và bày tỏ tình cảm hoặc sự hối lỗi của họ. Và cái người quyết định vẫn là bạn. Nếu như bạn thấy là cái người đó không xứng đáng thì các bạn có thể rũ bỏ, hoặc thấy họ xứng đáng có thể gương vỡ lại lạnh là cái điều mà các bạn lựa chọn trở lại. Hy vọng là các bạn thấy là cái người này cũng đã chữa lành, họ biết cái sai của họ rồi, và hai bạn đã biết giao tiếp với nhau để thấu hiểu nhau hơn. Nhiều khi mình đã cho họ một cơ hội nha các bạn. Đến cuối trái bài mình mới thấy là được là cái người mà đem tới phước lành cho các bạn, tin tốt lành sắp tới, đó chính là người yêu cũ của bạn. Và con số may mắn có thể là số 3, số 6 và số 20. Có thể 3 tháng, 3 tuần, 6 tuần, 6 tháng, thứ 3 hoặc là thứ 6 hoặc 20 ngày hoặc 2 tháng. Tùy theo năng lượng các bạn ha. Rất vui, cuối cho bạn biết là người yêu cũ đó mấy chế ơi.